Xin chào cả nhà. Hôm nay mình ăn xoài sống chấm với mắm guốc cả nhà. Đây là mấy trái xoài sống mình đã cắt cho làm đôi rồi đó, mình lấy cái hộp ra. Còn nếu mấy trái này còn nguyên nè. Rồi, mời cả nhà xem mình ăn cho vui ha. Đây là trái mắm mắm guốc. Mời cả nhà. Nó hơi chua chua rồi. Cái vỏ nó còn non, nó cũng không có bị chát. Nên mình ăn luôn cái vỏ. Cái mắm guốc mình đâm tỏi ớt mình nấu lên chứ, mình nấu cho anh nó sôi nóng lên, mình đâm tỏi ớt cho đường ngọt mầm xả, giờ mình trộn nêm vừa ăn. Mấy cái xoài này nghe nè, khi mà trong cái chùm xoài á nó có tới 4 5 trái không, người ta sẽ bẻ tiễn ra để cho 1 2 trái thôi, để nhiều quá là cái trái nó bị nhỏ, nó không đạt năng suất, hoặc là nhiều quá nó rụng, nó lụm nó bán mình. Còn nếu mình trồng ở nhà mình bẻ mình ăn luôn, khỏi sợ gì hết. Mấy cái xoài này nó sẽ tuốt lắm, mình phải rửa, mình rửa cỡ 5 6 nước á, xong rồi mình ngâm muối khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ rồi mới gọi xoài nó sẽ sốt nữa. Thứ hai nữa, mình ăn vỏ mình phải xử lý cho kỹ, gọt ra thì nó đỡ. Mà xoài ngon để rửa ông nó ngon. Này ai bao tử không tốt không nên thử món này ha, là ăn dễ bị đau tử. Này khoảng cỡ 50 trái á. Mình ăn chắc cũng không hết nổi không. Ăn hết này chắc tiêu luôn á. Mình chỉ quay cho cả nhà xem cho vui thôi.
hồi mắc ngay luôn á, nhưng mà không nên ăn nhiều lắm, nhiều quá không tốt. Quá tuyệt. Ngon lắm luôn cả nhà, nhưng mà mình khuyến cáo cả nhà là ai có bao tử không tốt không nên ăn món này ha. Cái bông bụp lòng đèn cái nào. Ăn là thật sự là ngay luôn á, không muốn thôi á. Nhưng mà mình chỉ quay cho cả nhà xem vui thôi. Chứ ăn nhiều không có tốt cho bao tử. Cái thêm thứ hai, ai mà có bao tử không tốt đừng nên thử món này ha. Cái nước mắm ruốc cực kỳ ngon cái này nè, xoài chua chấm mắm ruốc cực kỳ ngon đó. Rồi mình sẽ dừng video đây nha cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem video này ha, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, chào tạm biệt.